Các bạn là người yêu thích ca hát và các bạn muốn có cho mình một cái bản thu âm giống như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng các bạn lại không muốn bỏ tiền ra đầu tư thiết bị máy móc quá nhiều, kiểu như muốn ăn ngon mà không muốn bỏ tiền ra gì đó, kiểu vậy. Vẫn ok, không vấn đề. Bởi vì trong video này, Thái Tâm sẽ hướng dẫn các bạn thu âm một cách rất là đơn giản nhưng mà hay ngang ngửa ca sĩ luôn. Chỉ cần có một chiếc điện thoại cùi bắp là có thể thu âm được. Ai cũng có thể làm được. Các bạn chỉ việc xem cái video này và làm theo Thái Tâm thôi, không cần suy nghĩ gì hết. Ok chưa? Ok rồi, thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ nhé. Xin mời. Ở bước đầu tiên là các bạn cần phải tải cái ứng dụng ghi âm về. Các bạn truy cập vào cái trang web. Thế Tâm sẽ để đường link trang web này dưới phần mô tả của video này. Các bạn nhấp vào thì nó sẽ ra cái trang web giống như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn sẽ nhấp vào cái dòng đầu nè, download APK file nè. Các bạn nhấp vào đây. Và sau đó các bạn sẽ nhấp vào tải xuống. Các bạn nhấp vào cái phần 3 chấm nè. Các bạn nhấp vào cái phần tiệp đã tải xuống nè. Thì các bạn sẽ thấy cái tiệp nó đang tải nè, 52MB. Và sau khi nó tải xong rồi thì các bạn sẽ nhấp vào. Đó, chúng ta nhấp vào cài đặt nè. Rất là đơn giản thôi chứ không có gì khó khăn hết. Và sau khi các bạn đã cài đặt xong, chúng ta sẽ có được một cái ứng dụng ghi âm như thế này. Bước tiếp theo các bạn sẽ mở nó lên. Các bạn nhấp cho phép. Cho phép luôn. Xong các bạn nhấn X bỏ đi. Đó, và đây là cái giao diện thu âm của chúng ta. Nó rất là đơn giản, không có gì khó hết. Bây giờ các bạn chỉ việc làm theo Thái Tâm thôi, không cần suy nghĩ gì hết. Thì để thu âm được thì ở bước đầu tiên, các bạn cần tải cái nhạc karaoke về. Sau khi các bạn đã có cái bản nhạc karaoke, các bạn nhấp vào cái phần 3 chấm nè. Tiếp tục các bạn chọn vào cái dòng Inbox Audio nè, nhấp vào đây. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên nè. Đó, thì cái nhạc karaoke các bạn để ở đâu thì bây giờ các bạn sẽ kiếm ngay cái chỗ đó. Ví dụ như các bạn tải về nó sẽ nằm ở phần download nè. Đó, Thái Tâm mới tải cái bài karaoke Áo Mới Cà Mau nè. Giờ nhấp vào. Ok. Đó, bây giờ Thái Tâm sẽ nhấp vào cái mũi tên để cho các bạn nghe thử nè. Đó, vậy thôi. Nếu nó to quá thì các bạn có thể nhấp vào cái thanh này để chúng ta làm cho nó nhỏ lại. Đó. Còn cái thanh màu vàng này là các bạn để ngay đâu là nó sẽ phát ngay đó. Đó. Các bạn nhấp vào đây thì cái thanh màu vàng này nó sẽ chạy về đầu. Đó. Bây giờ chúng ta đã có nhạc rồi thì bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thu âm nè. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần nốt nhạc nè. Xong các bạn nhấp vào Add Audio nè. Đó, một cái. Các bạn nhấp thêm cái nữa. Cho nó ra hai phát luôn. Thì hai cái thanh này là hai cái thanh để chúng ta thu âm đó. Bây giờ các bạn muốn thu âm ở cái thanh nào thì các bạn nhấp vô cái thanh đó nè. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái dấu tròn này để chúng ta tiến hành thu âm. Và cái mic mà Thế Tâm dùng để ghi âm là một cái mic của Trung Quốc. Mua cách đây cũng khoảng 2-3 năm rồi. Có 200 mấy ngàn thôi. Nếu như các bạn có một cọng dây phone như thế này thì các bạn cũng có thể hát được. Đó, cọng dây phone là các bạn hát qua cái lỗ mic mà. Là ok. Còn Thế Tâm mua thêm cái jack cắm này. Cái jack cắm hai đầu. Xong, một đầu ghim cái mic và một đầu ghim cái dây phone. Đó. Còn nếu các bạn có một cọng dây phone thì các bạn vẫn thu được. Ok, ngon lành. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm cái chui này vào cái điện thoại. Rồi, bây giờ Thế Tâm sẽ nhấp vào đây để thu âm nha. Bắt đầu nè. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái treo sông ông đó, đêm trắng kịp tới chờ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Ok, hát nhiều thôi. Bữa nay viêm mũi hát không có nhiều được. Đó, các bạn có thể hát hết bài hoặc là các bạn có thể hát từng khúc, từng khúc. Đó, ví dụ như dòng thứ nhất này các bạn hát một đoạn. Tiếp theo cái dòng thứ hai, các bạn sẽ hát tiếp một cái đoạn thứ hai. Đó, cứ thế các bạn hát đến hết bài hát luôn. Dù Thái Tâm copy cái đoạn này ra cho các bạn dễ hiểu nè. Copy nè. Xong ở dưới này nhấp chính vào luôn. Đó, chọn patch nè. Nó sẽ ra nè. Đó, nếu như các bạn muốn dời cái thanh này tới lui thì các bạn nhấp vào hai cái mũi tên nè. Xong các bạn chọn vào bốn cái mũi tên. Đó, thì các bạn có thể dời cái này vô. Đó, thì ví dụ như các bạn thu hai đoạn bài hát. Và mỗi một đoạn các bạn lấy một câu hay nhất. Đó, ví dụ như cái đoạn này.
Các bạn muốn cắt bỏ cái đoạn ở trên thì các bạn sẽ nhấp dính vào cái đoạn bài hát này. Xong các bạn chọn Slip nè. Đó thì nó sẽ cắt cái đoạn này. Tiếp tục các bạn kéo cái thanh bên đây qua. Đó, các bạn muốn cắt cái đoạn khúc giữa này, các bạn làm y như vậy luôn, nhấp dính vào. Xong, Slip luôn. Và các bạn nhấp dính vào cái đoạn giữa này. Chúng ta chọn Remove Bass nè. Đó là chúng ta bỏ cái đoạn giữa, chúng ta lấy cái đoạn dưới. Đó, bây giờ các bạn thu cái đoạn dưới vô nè. Bạn nhấp vào cái mũi này. Đó, bạn kéo vậy. Và chỗ này cũng vậy luôn. Đó, các bạn có thể cắt hoặc là các bạn có thể làm như vậy. Xong, các bạn có thể quăng lên. Đó, các bạn cứ chấp nối như vậy là ok. Và nếu cái công đoạn nào nó làm sai thì các bạn nhấp vào cái mũi tên nè để chúng ta trở về nè. Đó, và các bạn nhấp dính vào nó là nó sẽ trở lại công đoạn trước. Ok, và sau khi các bạn đã thu tới, thu lui và thu nhiều ngày thì các bạn đã có được một cái bản thu âm hoàn chỉnh. Thì ở bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa cái giọng cho nó hay hơn. Các bạn nhấp vào cái phần ba gạch nè. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống. Các bạn sẽ chọn ngay cái dòng ADD nè, FS nè. Xong các bạn sẽ nhấp vào cái dấu cộng này. Đó, các bạn chọn Compact nè. Xong các bạn nhấp ở trên này. Các bạn chọn cái phần Noise gà te. Đó, để chúng ta lọc cái tạp âm cho nó. Nhiều khi chúng ta thu có tiếng ồn thì các bạn đẩy cái này lên. Các bạn đẩy lên 580 đi. Còn cái phần này là cái phần lọc tạp âm nè. Nếu tạp âm của các bạn ồn quá các bạn kéo xuống. Còn nếu tạp âm nó không có ồn thì các bạn kéo nó lên tầm 400. Rồi ok. Ở cái thanh thứ ba này thì các bạn kéo xuống trừ khoảng 2. Đó, coi như chúng ta xong cái phần lọc tiếng ồn. Tiếp theo các bạn nhấp vào dấu cộng nè. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần reverb nè. Để chúng ta thêm cái độ vang cho nó. Cho nó hơi vang vang. Đó, các bạn đẩy cái thanh này lên. Cho cái tiếng của chúng ta nó lớn hơn tí. Đó, 830 đi. Cái thanh này là cái thanh vang nè, cái độ vang nè. Các bạn đẩy lên càng cao thì nó càng vang 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 vang. Giống như các bạn đang hát ở trong một cái khán phòng nó lớn á. Đó, các bạn đẩy xuống khoảng tầm 10 đi. Cho nó vang hơi hơi nhẹ nhẹ thôi. Đó, 10.3 vậy đi. Rồi ok, coi như chúng ta xong cái phần vang. Và bước tiếp theo các bạn nhấp chở ga nè. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho cái giọng nó trong trẻo hơn. Một lần nữa các bạn nhấp vào ba gạch nè. Đó, các bạn nhấp vào cái chữ EQ nè. Ở đây các bạn thấy nó có 3 chấm nè, 1, 2, 3. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên này. Các bạn nhấp vào cái dấu cộng này. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Đó, chúng ta thêm 3 cục nữa. Thì ở cái cục thứ hai nè, các bạn sẽ quăng nó xuống. Đó, các bạn quăng nó sát vô đây luôn. Cho nó cong cái này vậy đó. Xong cái thằng này các bạn đẩy nó lên. Đó, rồi ở cái thằng cuối này các bạn đẩy nó xuống. Để chúng ta giảm cái giọng ghè ghè nó nằm ở chỗ này. Ở chỗ này thì chúng ta giảm những cái âm nó không cần thiết, nghe nó ồ ồ. Đó, chúng ta loại bỏ. Tiếp theo các bạn đẩy cái thằng này lại đây. Và các bạn lôi cái thằng này lên. Khúc này nè, các bạn cho nó lên miếng. Để cho cái giọng của chúng ta nó trong hơn. Thì tùy theo cái giọng mình thôi. Các bạn cứ nghe thử, rồi các bạn vừa nghe, các bạn vừa chỉnh là ok. Rồi, như vậy là xong. Chúng ta bấm chở ra. Và sau khi các bạn đã chỉnh sửa xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử lại coi nó ok chưa nè. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Đó, ok đó. Thì nếu như các bạn cảm thấy cái giọng nó nhỏ thì các bạn có thể đẩy cái thanh này lên xuống nè, để cái giọng chúng ta nó to hơn. Và nhạc cũng vậy. Nếu mà nhạc nó to hoặc là nó nhỏ thì các bạn dời lên dời xuống làm sao mà cho nó phù hợp. Đó, các bạn làm sao mà cho cái giọng hát với cái lời bài hát nó vừa, không có cái nào to, không có cái nào nhỏ thì nó mới hay được. Ok, và sau khi các bạn đã chỉnh sửa xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lưu cái bài hát ra. Các bạn nhấp vào cái phần ba gạch nè. Đó, tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái phần sell xong nè, nghĩa là làm xong rồi sell lại đó. Và nhấp vào đây. Đó, thì ở phần trên các bạn sẽ đặt tên cho bài hát nè. Ví dụ như Thế Tâm ghi là Áo Mới Cà Mau. Ghi Thế Tâm luôn. Ghi cho người ta nể. Đó. Còn ở dưới này cái phần lưu nè. Các bạn có thể chọn thư mục để mình lưu nè. Đó, các bạn nhấp vào cái mũi tên nè. Thì các bạn muốn nó nằm ngay cái thư mục nào của máy thì các bạn cứ chọn thôi. Đó, ví dụ như Thế Tâm chọn cái thư mục MP3 nè. Đó, nhấp vào OK. Còn ở dưới này là chúng ta chọn cái file mà chúng ta muốn lưu ra. Các bạn nhấp vào đây. Các bạn kéo xuống. Các bạn chọn lưu cái MP3 nè. Và cái thanh này là cái thanh chất lượng nè. Các bạn đẩy hết maximum trên đây là sẽ chất lượng tốt nhất. Còn các bạn đẩy hơi hơi là chất lượng vừa vừa. Bây giờ Thế Tâm sẽ đẩy maximum luôn. Xong các bạn nhấp vào OK. Chưa được 5 giây nữa là xuất xong. Rất là nhanh. Và khi các bạn ra ngoài điện thoại các bạn tìm bài hát thì các bạn chỉ việc nhấp vào quản lý tập tin nè. Xong các bạn nhấp vào cái thư mục bên đây nè. Đó, thì các bạn kiếm ngay cái thư mục MP3 lúc nãy.
Đây, nằm ở đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái bài áo mới Cà Mau nè. Chúng ta nhấp vào nghe thử nè. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Sương mai treo sông ông đất, đêm trắng kịp tới chờ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt. Quá đơn giản để có một bản thu âm giống như ca sĩ phải không nào? Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tầm nhé. Còn bây giờ, Thế Tầm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!